Chào mừng các bạn anh em quay trở lại với kênh YouTube JK Audio. Hai số hotline bên chúng em, các bạn anh em thường thấy xuất hiện trên tất cả những video cũng như buổi livestream trực tiếp. Các bạn anh em có thể chủ động liên hệ hoặc để lại tin nhắn, số điện thoại trên kênh. Chúng em sẽ liên hệ trực tiếp các bạn anh em. Quay trở lại với các anh em, trong video ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu các bạn anh em một cấu hình combo karaoke mà đang được khuyến mãi rất là khủng bên JK Audio. Đầu tiên phải kể đến đôi loa JBL G4000 của chúng em. Dòng loa cây JBL G4000 chiều cao rất phong thủy, 1m15 phân. Trang bị rất là nhiều loa lớn bé trên một thùng. Đầu tiên phải kể đến cái đặc điểm ấn tượng đầu tiên là được trang bị cho mình con tép kim cương. Một con tép kim cương và bên dưới nó là ba con tép giấy. Cái giải cao, giải tép của nó cao vút, nghe rất là hay, mê mẩn. Nó có những cái tiếng chép siêu hay, siêu mượt mà dành cho các anh em với những bản nhạc vàng hay là những cái bản ca khúc nhạc guitar. Đấy, các anh em có thể thưởng thức những cái dòng nhạc đấy trên những cấu hình này thật cực kỳ tuyệt vời. Được trang bị thêm cho mình một con trung cao và con trung trầm 10, con trung cao thì 15 và con trung trầm 20. Chính vì vậy cái giải trung của nó rất là hay và lồng lộng, chi tiết. Tiếp đến là không thể thiếu được con bát chính 30. Con bát này nó lột tả cũng như nó đem lại cho bác anh em một cái sự trải nghiệm về chất nghe nhạc karaoke quá tuyệt vời. Tất cả những cái dòng loa cây, tất cả những dòng loa cây của JBL đều có những chất âm thanh riêng cũng như là cái khả năng chịu đòn karaoke. Đặc biệt là con này là bát 30 nhé. Bát 30 của nó thì nó hát karaoke cái nện tiếng trống ra cực kỳ sâu và khỏe và lực, gần mút xốp. Và điểm nhấn quan trọng nhất để cho các anh em không thể bỏ lỡ cái đôi loa này, đó là mỗi trên mỗi một con loa nó đều được trang bị gắn cho mình thêm một cái vành ở bên ngoài màu vàng đồng, tạo thêm điểm nhấn cũng như là cái sự sang trọng, khẳng định cái chất của người chơi, cái chủ sở hữu của đôi loa này là người biết chơi, biết lựa chọn. Có con mắt thẩm mỹ với màu tổng thể là màu đen và điểm nhấn của nó lên những mỗi một con loa đều sẽ có một cái vành màu đồng như thế này. Và tiếp đến thì các anh em không thể bỏ qua được, không thể nào bỏ qua được. Tiếp đến là con đẩy siêu mỏng của chúng em. Em sẽ tút cái mic. Con đẩy siêu mỏng này của chúng em là đến từ thương hiệu VWOOD. Model của con này là KS2020. Bản này là bản vang số tích hợp đẩy. Con này các anh em có thể dùng trong hai nhu cầu, hai mục đích. Đầu tiên là phải kể đến cái giá trị các anh em được hưởng. Các anh em mua 1 được 2. Ở đây mua 1 được 2 là gì ạ? Là có nghĩa là các anh em mua một con này thì các anh em được sở hữu hai cái mục đích sử dụng, hai công năng của nó. Các anh ghép mới đẩy thì nó sẽ thành vang, mà các anh ghép mới vang thì nó sẽ thành đẩy. Đấy. Nó có đường đánh công suất ra lên đến 1000 đến 1200W cho một kênh. Chúng em sẽ chỉ đằng sau. Đường công suất output neutral ra 1000 đến 1200W để đánh một cặp loa 30 40 50 loa full. Công suất rất là khỏe. Và vang con này nó là hệ điều hành vang số, xử lý lên đến con chip X6, X5, X8, X9, X10. Nó tương đương như một con vang số X10 trên thị trường hiện nay. Chất âm của nó rất là tuyệt vời. Nó có tính năng có cả Bluetooth nhé. Ba cổng cắm mic trước, màn hình để chúng ta. Con này có remote đi kèm nhé, có điều khiển đi kèm. Các anh em nào mà thích cái sự tiện lợi của cái dòng có điều khiển thì lựa chọn con này là tuyệt vời. Rất là mỏng, nằm gọn gàng ở bên trong một cái khối hình, một cái khối hình hình khối nhỏ như thế này, là một con quái vật về lĩnh vực âm thanh số. Quả thật là không thể nào không có một lần trải nghiệm trên cái bản này. Các anh em nếu có điều kiện cứ đến tận showroom của chúng em để trải nghiệm trực tiếp nhé. Cao cấp, có thể chỉnh bằng máy tính hoặc chỉnh bằng tay rất là dễ dàng. Có ba đây, nó sẽ có ba chế độ để cho các anh em lưu được ba chế độ hát. Các anh em có thể tùy chọn bất kỳ một tông mic nào, một giọng nào hết. Qua cái con vang này xử lý nó sẽ hay, nó sẽ hay chi tiết đến mức mà các anh em tưởng rằng là mình đang là ca sĩ chuyên nghiệp. Các bạn hát trên cái bản đẩy này nhé, hát trên cái bản vang mà đẩy mỏng này của con WeWord KS2020 này, các bác chắc chắn sẽ trầm trồ cũng như là bà tiếc nối tại sao ngày xưa mình không đi làm ca sĩ. Quay đằng sau thì nó có những cái đường vào. Em thì đang cắm điện và cắm khởi động dàn nhạc nên em không ấy. Quay đằng sau thì nó sẽ có những cái đường tín hiệu ra, đường này sẽ trực tiếp ra đưa xuống đẩy nhé. Loa lời, loa chính, loa sub. Còn hai đường này đường vào in 1, in 2.
dâu anten Bluetooth và cổng cắm USB sau đây. Hai đường lưu trích xuất ra tín hiệu ở đánh loa, dây nguồn và công tắc bật tắt nguồn. Con này em có 3 review rồi. Đó. Thì các bạn anh em yên tâm. Rất là nhỏ gọn ạ. À, chiều sâu vào nó chỉ 20 phân thôi, 21 hay 22 phân thôi. Bề ngang thì là kích thước chuẩn, mỏng thì nó chỉ một như con đầu mic không dây Shure X21 đấy. Và điều đặc biệt nhất ở trong bộ combo này, chúng em muốn giới thiệu và marketing các anh em. Trong bộ combo này thì bên JK chúng em sẽ sẵn sàng tặng cho các anh em luôn một chiếc nâng tiếng Idol 125 mã. Trị giá lên đến 1.600.000 đồng. Tổng thể một bộ combo này gồm một đôi loa JBL G4000. Các anh em nhận được ngay một món quà rất là lớn đi kèm, đó là một chiếc nâng tiếng. Về chúng ta xử lý ghép thêm nâng tiếng. Vậy nên các anh em mua một cấu hình combo bên JK chúng em theo cái hai số hotline này sẽ được hỗ trợ những cái tri ân, những cái chương trình khuyến mại đi kèm rất là lớn cho bộ combo này. Chúng em sẽ để giá công khai tiêu đề nhé. Sang thử test một đoạn karaoke thì các anh em chúng ta cùng ngồi xuống và lắng nghe đánh giá chi tiết, cũng như là cách xử lý mic, cũng như là nhạc của con đẩy mỏng kia, và phối ghép cùng đôi loa này, nó sẽ khai thác được hết cái chất của đôi loa. Xin mời các anh em chúng ta cùng lắng nghe và thưởng thức. Về làng quê bao tháng năm xa xôi cách mình, trên từng lối mòn hàng tre xưa nay đã già nua, tìm lại mẹ yêu nơi làng quê tháng năm ngóng chờ mong người con đã lâu lắm rồi không về thăm mẹ già nơi chốn dòng thời gian bao dấu yêu xa xưa trở về, như hoài năm nào mẹ gian nan dài nắng dầm sương nhọc nhanh chăm lo cho đàn con miếng ăn giấc ngủ từ đêm, nhưng khi gió lạnh bên nhà tranh nghèo ấm êm tiếng ru âu ơ như vẫn còn đây trong lòng con. Giờ này mẹ ơi kia tìm mẹ ở đâu, hỏi từng bờ đê gió hiu hiu mẹ tôi đâu rồi, mái tranh nghìn lìn nhìn hàng tre ngơ ngá buồn yêu. Mẹ hiền yêu ơi suốt đời con mãi luôn khắc ghi ơn mẹ cha, sẽ không xóa nhòa tháng năm mình đến sống bên mẹ hiền. Nên là chúng em cũng nghêu ngao một đoạn karaoke trên cái cấu hình combo karaoke mà bên công ty JK muốn marketing giới thiệu các anh em, gồm có một đôi loa JBL G4000 và một chiếc đẩy siêu mỏng của WeWood. Những cái sản phẩm này thì bên chúng em cũng đã báo giá cho các anh em rồi. Để tất cả mọi nhu cầu để mua sắm thì các anh em cứ liên hệ trực tiếp cho chúng em theo số hotline, đó là 0963889192 và 0965503357 nhé. Cũng có thể để lại số điện thoại và comment trên kênh YouTube JK Audio của chúng em sẽ tương tác cũng như là gọi trực tiếp các anh em luôn. Các anh em nhớ là ký. Vâng ạ. Các bạn em nhớ like và chia sẻ những bài viết cũng như là video bên chúng em lên trang Facebook cá nhân hoặc Zalo cá nhân của các bạn anh em. Đó là những cái đóng góp, những cái cùng chúng ta phát triển kênh JK Audio để truyền tải được những cái cấu hình combo karaoke hay những sản phẩm về thiết bị âm thanh số đến các bạn anh em, sức lan tỏa rộng rãi. Cảm ơn các bạn anh em rất là nhiều. Nhớ đăng ký kênh và like cũng như là ấn chuông thông báo bên công ty JK Audio trên YouTube. Cảm ơn các bạn anh em rất là nhiều.